Mỗi ngày em lại ăn chim ăn chim. Thì mày hát đây còn mơ gì nữa. Yêu chỗ quá yêu đồng bạc. Cái anh dứt tầm bậy tầm bạ vô nó dứt được hạt cũng được, đập đập cũng được, mình sẽ dứt được. Đâu phải, cái đấy đâu phải đâu. Cái gì? Nhất là tao biết. Dạ. Alo. Ông quên chai nữa. Chứ con dứt gì kiểu gì tầm bậy tầm bạ hết. Đó là biết bài gì luôn á. Nhìn nhà mới đúng, cho cứ là giống bạn. Nhưng mà tao giống chị Như Dương à, không cần thế. Tại chị qua xíu lại, không tao giống chị Như Dương như thế này. Chết chạy chết chơi nhỉ. Chơi ngày chơi nha, mau chuẩn bị cho mình em cưới đồ nó. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Biết bà tám xong chừng tao chừng đó em biết. Được. Tám chừng đó em biết rồi. Mày đang bảo vật ấy mà nó đúng 18 tuổi nó lấy vợ mày ra còn sống ha, cho đủ ra nhau quá. Hay nó nói ở giá mà. Có suy nghĩ tầm này nữa đó. À nó nhìn này, có được ông ở lại ông chứ không chịu được. Giải luôn anh. Cố mẹ. Chị chí tự vậy chứ. Nói tiền anh. Nói mà kiếm có là bà, ông tự kiếm luôn anh. Tự kiếm ông kia giờ ông có rồi. Gớm chị. Đứa nào cỡ rồi. Làm vậy này là nó không kiếm này. Ông nói vậy chứ bữa nay ai đâu làm ba cái gì hả? Ông làm vậy là nó kiếm nha. Làm ba chị nói anh ba. Anh ba cũng từng hem vậy nhưng mà anh ba hem lại. Kiếm vô kiếm ra lại. Kiếm ai giờ cỡ. Kiếm là kỵ cho mày. Cứ người dạy đi dạy liền. Bà giá không được. Hai ba đứa con không được. Cứ đâu cứ đâu con nghĩ không được. Để mà kiếm là kỵ rào hết nói. Về nào mới được. Cái con làm ấy kiếm bà kiếm mình. Bà hai đứa con cũng chịu. Đúng thằng Quyến nó lắc lắc. Nói thứ gì nó mình được ai lớn mai cũng được, lớn hơn 2 tuổi cũng được. Ờ, 2 tuổi lớn hơn mai cũng được, lớn hơn con nè. Tao có chuyện anh Tiêu nói nào. Chỗ thì anh Tiêu nói anh kêu tính đó, hôm bữa tính em trước anh về Quỳnh Nhơn làm mà tính đã cuối cùng anh về biết. Nó rất nhiều Quỳnh Nhơn mà đang giờ biết. Giờ đây gần gũi ở đó cũng được. Chào mừng chào. Mẹ mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.